Trời, thời tiết kiểu này hàng chi người mình người chỉ muốn rớt ra luôn. Rất xuống. Không bù lại. Alo. Dạ alo ạ. Chị nghe em ơi. Dạ chị, ý là cho em hỏi là làm cơ sở nặng bụng mình ở đâu đó chị? Ý là có nghĩa là sao em? Ý là em hỏi cơ sở chính của mình á, cái ý là da em bị mụn quá kìa nên à, ý là chị hả? Chị là bên Hồng Diệu em á. Ừ, em qua Hồng Diệu giúp chị thì. Alo. Dạ dạ. 356/38 Hồng Diệu em nghe. Trời mưa. Xem để đâu đó Thảo. Xem đạo cho mấy bữa chị. Em sợ à? Để phạt trong luôn. Á cái bùa. Đi xe máy thì cũng cực. Mà đi nó thì do trưa trong mấy mưa to lắm. Đi ô tô mà không thấy đường đi luôn á. Không có bằng lá rồi chứ. Chưa chị, thi rớt. Thi rớt rồi. Nếu mà lái như đông trời được má. Em chạy 3 năm rồi. Chị nghe em. Dạ alo ạ. À cái điện thoại em hết pin á, em mới ra vô chị bị giật. Ừ. Ý là em ghé chị, qua em... bên cơ sở Hoàng Diệu á. Cơ sở Hoàng Diệu mới gặp được chị à. Còn bên đây là không được chị ạ. Bên Tân An thì chị không có ở đó đâu. Tại vì cái da em mụn á, em cũng muốn trực tiếp ý là gặp chị Loan để chị Loan nặng giùm em á kìa, chứ với nhân viên thì em cũng sợ sợ á, tại vì em thì em ghé qua Hồng Diệu em yêu cầu chị Loan là được thì dạ rồi, dạ rồi. Ok. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Suối.
Chân giùm được chị kìa. Không nhiều nhưng mà chờ xíu lấy cái máy luôn cho sáng nè.